to wake up, get out the sheets. We came from one man, forget my peace. You take the west side, take on the east. I'ma put them in a cage, never let out the spot. Yeah. Yeah. I hear them chat to the noise, move too quick, can't stop for the talking. I hear them chat with the boys, man so tough, but man's keep rocking. Just too sharp with the prize, white girls gotta tell me I'm awesome, yeah. Hot like fire on the pine, if you wanna touch, man, please use caution. So I've been coming to Liem Barber for about 4 years. The first time I came to Vietnam, I was looking for some good barber shops, and then I did a Google review and I found Liem Barber. I think all the barbers here are very skilled because I've been coming obviously for 4 years. One of the things that really caught my eye was the style and the image, because when I came to Vietnam, I didn't think tattoos were popular. But then I came to Liem Barber, and then they had like full-on face tattoos, and all. It's a really cool image. And I've seen Liem Barber expand very fast. When I came, there was only maybe 2 shops, and now there's like 10, 15, so really good for them. Xin chào, mình là một fan của Liem Barber. Thì mình cắt với Liem từ hồi ở Nguyễn Sơn Hà, quen với lại cái văn hóa của Liem. Về sau thì Liem cũng mở ra nhiều cái chuỗi với lại nhiều cái cửa hàng, thì mình cũng đã có cơ hội để trải nghiệm rất là nhiều nơi. Thì mình cảm thấy rất hài lòng về cái chất lượng phục vụ, về chất lượng chuyên môn của từng cái đường kéo. Thứ hai nữa là về những cái cuộc trao đổi trong quá trình mà cắt tóc với nhau đó, thì mình cũng cảm thấy rất thoải mái và thư giãn khi đến đây sử dụng dịch vụ. Nói chung là rất là hài lòng.